Thưa bà con, kỳ rồi ở Việt Nam, kỳ rồi ở Việt Nam, trong cái bài giảng ngày Chủ nhật ở chùa Định Huệ của thầy Đồng Ấn ấy, thì bữa ra mắt sách, và theo cái đề nghị của thầy thì mình cứ giảng Kinh Tạng Bình Thường. Cho nên bữa đó chúng tôi giảng cái bài kinh Kirimananda, về kinh đó cái dài, cái giảng sơ sơ thì ổn, và thêm đó mình có thời lượng cũng cho phép, cho nên bữa mình chỉ giảng có ba cái thôi. Thì bữa nay mình giảng lại bài kinh đó. Bài kinh đó tôi cho là rất là quan trọng, rất quan trọng, rất là quan trọng. Có một cái chuyện rất là lạ đó là ở trong cái giới Phật tử Nam truyền của mình nha, Việt Nam ấy, rất là hiếm người biết bài kinh này. Trong khi đó bài kinh này là một bài kinh là trợ niệm cho người bệnh rất tốt. Trợ niệm ở đây không phải là mình cầu khẩn, cái oai lực của kinh ấy kiểu như là thần chú, không, cũng không phải là cầu khẩn oai lực của Tam Bảo, của chư thiên long thần hộ pháp, không phải. Mà cái ý nghĩa gia trì bài kinh này nằm ở chỗ là bản thân cái người nghe, họ lắng nghe với một cái sự tâm niệm đúng mức. Thì như tôi nói rất là nhiều lần, đó là khi mà cái đời sống tinh thần của mình ổn định ấy, thì những cái trở ngại vật chất ấy, nó cũng sẽ được dàn xếp ít nhiều hơn. Tại sao có cái gì ít nhiều đấy, nghĩa là tùy người. Tùy người, công phu tu tập càng sâu dày, càng sâu dày thì cái sự gọi là hỗ trợ tinh thần nó có cái lực mạnh hơn là tu tập cái kiểu xì xì bên nến ấy, ầu ơ ví dầu ấy. Thì tu tập kiểu đó khi gặp chuyện ấy, thì chịu không nổi, chịu không nổi, chỉ một chút thị phi thôi là mình đã chịu không nổi. Đừng có nói mà trọng bệnh, đừng có nói đến chuyện cận tử nha. Chỉ riêng cái chuyện thị phi, mất ít tiền, bị năm ba câu chỉ trích, mất mát một chút tài sản, mất mát một chút sĩ diện là mình đã chịu không nổi. Nói gì là trọng bệnh, và nói gì là cái giây phút cận tử. Và như hôm đó tôi nói, cái nội dung bài kinh này nằm ở cái chỗ là tháo gỡ vấn đề, tháo gỡ vấn đề ngay trong chính bản thân của chúng ta. Chúng ta khổ là bởi vì chúng ta có những cái vướng mắc, có những cái nội kết không tháo gỡ được, từ đó nó mới dẫn đến cái thế giới sống ảo tưởng. Và đây chính là cội nguồn của đau khổ. Ảo tưởng là sao? Do hiểu lầm. Chúng ta đi tìm hạnh phúc bằng cách là theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét, cái mình sợ. Do hiểu lầm nên mới có cái ý niệm đó. Lẽ ra nó là theo cái tinh thần Phật pháp ấy, mình an nhiên bình thản nhìn mọi sự đến và đi. Đương nhiên cái này nghe khó, nghe vậy chứ khó làm lắm, nhưng phải tập. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mình muốn có một cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp, mình còn phải tập mà. Phải tập. Phải chạy bộ, rồi phải chèo thuyền, trượt tuyết, leo núi, rồi tùm lum. Nhiều ngày, nhiều tháng nó mới có được cái cơ thể khỏe mạnh, đẹp mắt. Thì nói gì là cái đời sống nội tâm? Chuyện rất là đơn giản như vậy thôi. Đúng. Mình muốn có một cái cơ thể đẹp, khỏe thì mình còn phải tập một thời gian rất là dài. Thì nói gì là muốn có một nội tâm mà coi như là vững vàng, an lạc, tự tại, thanh thản, thì đương nhiên là cái sự nỗ lực nó phải rất là nhiều, không thể sơ sài được, không thể sơ sài được. Không thể nào một năm mình bỏ ít tiền làm phước, một năm đi chùa vài lần, một năm đội y Katina, một năm đi Ấn Độ một lần, thứ một chút, vậy một năm dự một hai khóa thiền cái gì xong.
Vậy là xong rồi đó, vậy là không được, không được. Mà cái vấn đề lớn nhất ở đây là để mà ngày dạy mình tháo gỡ những cái nội kết. Nội kết là gì? Là cái hiểu lầm ấy, cái hiểu lầm về bản thân, cái hiểu lầm về bản thân. Mà từ cái hiểu lầm về bản thân nó dẫn đến hiểu lầm về thế giới. Hiểu lầm về bản thân là sao? Là mình cứ tưởng ấy, là cứ có được cái mình thích là hạnh phúc, trốn né được cái mình ghét là hạnh phúc. Nhưng mà không, không hẳn. Vì sao không hẳn? Thứ nhất là mình có tìm được cái mình thích hay không, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, tìm được rồi có chắc là hạnh phúc không, là bởi vì mình có giữ được nó hay không, đó là hai chuyện. Rồi đối với cái mình ghét cũng vậy. Chuyện đầu tiên là mình đặt vấn đề là tôi ghét cái này, tôi sợ cái kia, thay vì mình nhìn tất cả nó chỉ là mù sương do duyên mà tới, rồi cũng do duyên mà đi. Thường xuyên mà tâm niệm như vậy là nó ok quá rồi. Và đằng này mình dán cho nó cái nhãn, đó là cái mà mình ghét, đó là cái mình sợ. Thế rồi mình đặt cho mình cái vấn đề tiếp theo, đó là chạy trốn cái mình ghét, chạy trốn cái mình sợ. Mà hồi nãy tôi nói rồi, đối với cái mình thích ấy, thì mình tìm được nó hay không, và có được nó rồi mình có giữ được nó hay không. Một là nó bỏ mình, hay là mình chán nó. Còn đối với cái mình ghét cũng vậy, chưa gì hết thì mình dán nhãn lên, ở đó là cái tôi ghét, đó là cái tôi thích. Rồi mình đặt cái vấn đề cho mình, đặt một cái sứ mệnh, một cái trách nhiệm cho mình, đó là mình chạy trốn nó, mình tống khứ nó, mình xóa dấu nó. Mà thứ nhất là mình có trốn được hay không. Quý vị nghĩ trong đời quý vị có bao nhiêu những cái bất toại mà mình tránh được bao nhiêu phần trăm? Mình ghét 100 thứ mình tránh được bao nhiêu? Thứ hai, tránh được bao lâu? Giả định mình tránh được ấy, thì mình tránh được bao lâu? Tránh được bao lâu? Thứ nhất là tránh được hay không là một chuyện, mà thứ hai nếu mà được ấy, mình tránh được bao lâu? Như vậy thì mình chốt là cái vấn đề nằm ở đây, có nghĩa là mình đã hiểu sai về hạnh phúc, hiểu sai về đau khổ. Mình hiểu sai, mình tưởng cái hạnh phúc của nó là phải có cái gì đó, không có cái gì đó. Đau khổ cũng vậy, là phải có cái gì đó hoặc không có cái gì đó. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây nó nằm ở chỗ là mình không có kiếm tiền, mình không có đặt vấn đề, không có dán nhãn hiệu cho nó, cứ nhìn nó như là một cái người đứng bên bờ mà nhìn xuống dòng nước chảy vậy đó. Cái này là rác, cái này là hoa, cái này là sắc mía, cái này là cỏ khô. Dĩ nhiên nó khó, cái này rất là khó, bởi vì hàng tỷ tỷ đại kiếp mình không có quen như vậy. Bây giờ tình lình một ngày một buổi mình biết Phật pháp mà kêu mình tâm niệm của nó rất là khó. Nhưng mà mình phải nhớ một điều gì, mình cũng phải tu hành nhiều kiếp lắm bây giờ mình mới gặp được Phật pháp. Đó là gì? Vậy thứ hai, Phật pháp đâu phải dễ tu, phải tập chứ. Vì sao vậy? Là vì cái tập khí sinh tử mình nó dày lắm, nó dày lắm, nó nhiều lắm. Không thể nào một sớm một chiều, đầu hôm sớm mai mà mình có thể giải quyết được nữa. Cho nên mình phải tâm niệm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phải đại phước mới biết được Phật pháp, mới biết được cái pháp môn an lạc thanh tịnh. Nhưng mà điều thứ hai, đại phước nhưng mà cũng phải tu tập. Bồ Tát Tất Đạt, ngài Sa Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, có việc nào búng tay cái thành đâu. Người ta tu biết bao nhiêu kiếp mà kiếp chót người ta cũng phải này nọ để nó nước giác. Mà đó là những cái bậc mà thượng trí. Như vậy cái bài kinh này nè nói cái gì? Bài kinh này nó bài ngày dạy mình tháo gỡ ra, tháo gỡ con khổ đó là vì con bị dính, con có cái thích và có cái ghét. Thì thông qua 10 cái điều tâm niệm này nè, thì cái chuyện đầu tiên ấy, là con tháo gỡ, con tháo gỡ những cái mà đó giờ con dán cho nó những nhãn hiệu thích và ghét, coi nặng cái này coi nhẹ cái kia. Đây. Bây giờ con tất cả con thấy nó như là nó đắng ngọt, nó cũng chỉ là chớp tắt thôi, chớp tắt. Đắng hay ngọt chỉ là chớp tắt thôi, chớp tắt. Và tôi nhắc lại một lần thứ 1.000 là phải tập luyện thường trực. Chứ không thể nào nghe một bài giảng như thế này rồi cái vị nghe xong đóng máy lại, rồi cái nói, ủa tại sao tôi không có được an lạc như là ông nói rồi đấy. Vì mình chưa có tập. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, mình thử tưởng tượng mình bằng 1 phần triệu, 1 phần tỷ của Bồ Tát Tất Đạt không? Mình có bằng 1 phần triệu, 1 phần tỷ của ngài Sa Lợi Phất không? Mình thử nghĩ đi. Thế là làm sao mà một ngày một buổi mà mình được như các ngài được? Sao được? Thì cái 10 cái bài cái từ 10 cái tâm điểm này nó có cái được
trong bài kinh này đó nha, 10 cái điều tâm niệm trong bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng trong một cái duyên sự đặc biệt là tôn giả Kirimanan bị bệnh, và theo lời thỉnh cầu của Ngài Nan là xin Phật đến thăm, và Đức Phật xét thấy Ngài có đến đó thì Ngài cũng không có giúp được gì nhiều hơn là Ngài này. Là vì sao? Vì tuy mình thấy Đức Phật thì dĩ nhiên là đạo sư của Ngài Nan rồi đó, nhưng mà Đức Phật biết là Ngài có đến thì cái mà Ngài cho được vị này cũng như là cái mà Ngài đang cho thôi. Thế là Ngài dạy cho Ngài đang mượn được tâm niệm, và cái này chuyện này rất là sâu, sâu chỗ này nếu mà anh tu đúng thì cái người dạy cho anh là ai cũng được nha. Cái bài kinh này sâu chỗ đó, nếu mà anh là người tu đúng, anh chịu tu ấy, thì thầy anh là ai cũng được hết. Không, anh rất là chân chu. Không, thì bây giờ chỉ cần anh nấu đúng theo cái lời hướng dẫn của ai đó, của một bà cụ hay là của một cô gái hay của một anh chàng thanh niên, miễn là nấu đúng thì anh có tô canh chua ngon, chứ không nhất thiết là cái tô canh chua nó phải được hướng dẫn bởi một bà cụ, một ông lão, một cô gái, một chàng trai nô không sao, miễn là người đó dạy đúng anh và anh lập đúng như lời người đó là nó ra tô canh chua xuất sắc nha, xuất sắc, nhớ cái đó. Cho nên mình cứ nếu mà không đọc về kinh mình cứ tưởng tượng chắc Phật tới thì tốt hơn, chưa chắc, bởi vì trong kinh dạy rất rõ, cho trong kinh dạy rất rõ, tôi cố ý nói chữ Pali để cho bà con vào Google nha, trong kinh dạy cái người tu Phật ấy có hai hạng, cái hạng thứ nhất là Buddha này á, Buddha Vì này á, tức là phải gặp Phật mới tu được, phải gặp Phật, phải với cái sự tác động hỗ trợ gia trì của Phật lực, với cái âm thanh, với cái ánh mắt của Phật, với cái từ trường, với cái đạo lực của Phật thì người này mới có thể được tác động sâu sắc. Cái là hạng được là Puttaweed này vậy, tức là phải tu với Phật mới đạt. Cái hạng thứ hai là Savakaweed này vậy, tức là chỉ cần có người nhắc thì người đó không hẳn là phải Đức Phật, không hẳn, không cần, không hẳn, người đó có thể là một cư sĩ, một cư sĩ, một cư sĩ, mà cư sĩ đó có thể dốt hơn mình, có thể là học trò của mình, cư sĩ đó có thể không biết chữ, không biết chữ nha, cư sĩ đó không biết chữ, cư sĩ đó có thể là còn phàm luôn, có thể là phàm, có thể là dốt nát, có thể mình, có thể là người bày hè bê bối, không thể vấn đề, miễn là người đó nói đúng trong cái khoảnh khắc đó và mình áp dụng, mình làm đúng thì mình bèn chứng đạo nha, chứ không nhất thiết phải gặp Đức Phật. Thì trường hợp này được gọi là sao bác cá vì này vậy? Nhớ ha. Thì cái chỗ nó sâu sâu cái đó, tức là mình thấy à, thì ra cái trường hợp, cái nan đề của ngài Kirimanan đó tuyệt đối có thể giải quyết được khi mà ngài nghe đúng, nghe đủ cái pháp môn tu tập. Đấy. Dù đó là người A Nan không phải là Phật. Không. Về ngài A Nan ngày tới đó, ngài mới mình nói là đọc tụng hay là kể lại thì tùy những xài những gì xài. Không. To tell hay to chant. Không. Đọc hay là kể lại 10 cái điều tâm niệm đó. Đấy. Này nhá, Kremlin Thế Tôn để dạy 10 cái điều tâm niệm này. Hành giả chỉ cần suy niệm, tâm niệm, quán niệm, mười cái điều tâm niệm này thì cái căn bệnh trầm kha của hiện giả sẽ được thuyên giảm, sẽ được dứt điểm. Dứt điểm. Tự nhiên hồi nãy tôi nói mình khổ là vì mình hiểu lầm. Đấy. Ngay cả cái sướng của mình ấy cũng do hiểu lầm. Đấy. Bằng chứng là mình thấy mình khùng ấy, nó cũng có hạnh phúc của nó chứ. Đứa bé nó cũng có hạnh phúc của nó, cái người già lú lẫn cũng có hạnh phúc của họ, anh chàng say rượu anh cũng vẫn cũng có cái hạnh phúc của họ, nhưng mà mình nghĩ là có những cái mà họ thấy là hạnh phúc ấy nó không giống như cái của người tỉnh, phải không? Đấy, bốn hạng: tâm thần, trẻ con, người già và người say. Nên bốn hạng người này họ cũng có nhiều cái cách họ nhìn về hạnh phúc như thế nào đó để họ có thể sung sướng theo cái cách của họ, nhưng chúng ta tỉnh hơn họ, chúng ta minh mẫn hơn họ,
mình thấy cái niệm hạnh phúc của người này có vấn đề. Đấy. Thế như một anh không, anh có thấy không mặc gì hết, anh ra ngoài đường nằm lăn ngoài đường, anh cười sặc 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 đấy, anh thấy vậy là đã, thậm đã rồi anh cười đấy. Nhưng mà mình ấy, mình tỉnh táo nên vẫn mình thấy cái đó hơi khó, hơi khó làm được đấy. Ở đây cũng vậy, bình thường mình ấy, cái nụ cười của mình, cái niềm vui của mình là nó cũng do hiểu lầm. Tới lúc mình bị trọng bệnh ấy, mình đau đớn ấy, thay vì chỉ khổ thân mình bèn kéo thêm cái khổ tâm đấy, là cũng do cái hiểu lầm. Mà các vị biết cái khổ thân ấy, là mình đã chịu không thấu rồi, mà cộng với cái khổ tâm ấy, thì cái khổ nó nhân lên biết là bao nhiêu lần kinh hơn. Thánh hiền ấy, trọng bệnh hoặc là tai nạn ấy, đổ máu không, thì người ta chỉ khổ thân thôi, chứ tâm nó an lạc. Yeah, người ta vẫn an lạc. Còn mình ấy chưa có đổ máu, chỉ bị nói sốc thôi là mình đã điên mấy đêm liền không ngủ được. Đấy, khiếp như vậy. Mà cái kẻ mà nó nói mình ấy, nó cũng quên mất rồi, nó về nó đi ngủ, ngủ khi, hoặc nó cũng quên mất cái chuyện nó nói mình cái gì. Nhưng mà riêng mình ấy, mình lấy cái đó về làm cục bướu, để làm cái một ung nhọt để mà mình khổ với nó. Do mình hiểu, cách hiểu của mình, cách nghĩ của mình, cách nhận xét, cách đánh giá, cách nhận thức của mình về vấn đề, nó mới dẫn đến cái bi kịch đó. Ở đây nếu mà ngày dạy ngày Kriman đấy, trong lúc mà trọng bệnh như vậy đó, nhớ giùm mấy cái điều này thôi, điều thứ nhất nhất, năm uẩn nó là vô thường, nó là chấp tắc, nó là chấp tắc. Mình tưởng ý, tôi đang bị đau 1 giờ 2 giờ, tôi bị đau 1 tuần nay, tôi bị đau 1 tháng này, nghe kỹ nha, tôi bị đau 1 tháng này, thật ra không có cơn đau nào mà nó kéo dài quá một sát na hết nha, mà vì nó được lặp đi lặp lại liên tục không gián đoạn, thế là ta bèn nghĩ rằng có một cái đau nó kéo dài suốt nhiều ngày nhiều tuần lễ, đó là cảm giác đau đớn. Rồi về cái hình hài này, mình tưởng rằng có một thằng tí, một thằng tẹo 15 tuổi, 18 tuổi, 40 tuổi, no, không có một cái thực thể nào mà nó tồn tại quá một sát na hết. Có một điều do duyên mà cái hình hài này á, các tế bào, các phân tử, các nguyên tử, các điện tử nó tiếp nối nhau liên tục không gián đoạn, thế là bằng cái mắt phàm phu mình ý, mình có cái hiểu lầm, có cái ngộ nhận ý, là có một cái tôi, có một thằng tẹo, một thằng tí, nó đã tồn tại, nó đã hiện hữu, nó đã trụ thế mấy chục năm, và từ đó nó hình thành một ý niệm về tôi và của tôi. Đấy. Thì vậy thì cái cơn đau ấy nó là chấp tắc, cái sự hiện hữu của mình ấy nó là sự chấp tắc. Và nếu mình hiểu được như vậy đó, hiểu bằng tất cả sự thấm thía đó, rốt ráo ấy, thì tình hình nó khác rồi. Đằng này mình không không biết cái đó, hoặc biết mà biết cái kiểu mà vay mượn ấy, tức là nghe người ta nói bắt chước nói theo, nhưng mà trong lòng ấy thì chưa chưa có cam tâm chấp nhận cái sự thật ấy. Như tôi nói rất là nhiều lần, thánh nhân ấy họ hiểu rất rõ cái điều họ tin, và tin rất rõ cái điều họ hiểu. Còn mình ấy không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Thế là miệng nói vô ngã vô thường mà đụng chuyện ấy, nó vẫn nổi điên lên được, là bởi vì mình không hiểu, không hiểu lắm, không hiểu lắm cái điều mình vẫn tin, và từ đó mình không tin lắm cái điều mình vẫn cho là hiểu. Nhớ nhớ cho đó, cái chuyện đầu tiên, cái điều tâm niệm đầu tiên đó là ngày dạy, không phải riêng trường hợp này Grimanon, mà 10 điều tâm niệm này được Đức Phật ngày nhắc tới nhắc lui vô số lần. Tôi nói vô số là nghĩa đen ấy, chứ phải vô số là nghĩa bóng. Vô số lần mà khi thiết tập ấy, thì ngày nay ngày chỉ nhắc lại vài chục lần vậy thôi, chứ mình phải hiểu ngầm là vô số lần, vô số lần 10 điều tâm niệm này đấy, vô số lần đấy. Đấy. 10 điều tâm niệm mà được kể 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 thành 10 ấy, chứ còn mà rất nhiều pháp thoại Đức Phật kể có 3 thôi, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Đấy. Rất là nhiều chỗ. Rồi riêng mình kinh này thì kể đủ 10 nha. Ừ. Thì cái tâm niệm đầu tiên ấy, là ngay dạy mình thấy rằng mọi thứ nó là chấp tắc. Cái gọi là tôi hay là của tôi, ông A bà B,
người này kẻ nọ, nó chỉ là cái sự kết nối của những thành tố rời rạc. Mà những thành tố nó có tên gọi là năm uẩn, năm uẩn sắc thọ. Sắc tức là N2 đây này, N2 này của mình. Thọ là những cảm giác, tưởng là những hồi ức, những kinh nghiệm, những kiến thức. Rồi tưởng hành tức là khía cạnh thiện ác. Còn thức chính là cái biết của sáu giác quan, sáu cái biết trung tính của cả giác quan. Sáu cái này nó cộng lại nó làm ra cái gọi là một con người, giống như một chiếc xe vậy. Nó được lắp ráp bởi rất nhiều linh kiện, phụ kiện, chi tiết, phụ tùng. Nó làm ra một cái mà mình cuộc đời gọi là xe. Chữ tháo rời nó ra thì gọi là đóng phụ tùng. Mình cũng vậy thôi. Cắt nhỏ mình ra thì là mình là một đống thịt. Mình là một đống thịt. Chẳng qua đó là cái người đó mình quen biết. À, thì mình gọi là đó là cái xác. Cái xác của ông nào nó chỉ thật ra thôi. Nếu mà mình không biết đó là ai, mà bây giờ là cái 50 kg này bị chia ra thành 1.000 phần, dồn chung là một đống, thì lúc đó mình đâu gọi là cái xác, mà mình là đống thịt. Thích thì cũng kêu được, thích thì cũng kêu được, kêu đó là cái xác, nhưng mà mình cũng có thể kêu nó đống thịt, không sao hết, vì nó bầy nhầy mà. 50 kg mà mày chia cho 1.000, cái vị nghĩ nó còn cái gì? Ngón tay mà còn không nguyên vẹn, cái lỗ tai mà còn không nguyên vẹn, cái lỗ mũi còn không nguyên vẹn, con mắt nó còn không nguyên vẹn, thì nói gì mà gọi là cái xác? Nó là đống thịt thôi. Cái đó là làm nem được, 50 kg mình chia ra 1.000 làm nem được, làm chả cái bệnh kinh này mà giải cho đủ ấy tháng. Nhưng mà tôi giảng còn buổi thôi, vì sao? Vì nội dung mà tôi đã giảng không biết là bao nhiêu lần rải rác ở các kinh, cho nên tôi chỉ làm gọn thôi nha. Cái điều tâm niệm thứ nhất ấy, là hành giả liên tục lúc khỏe, lúc trẻ, lúc giàu, lúc đẹp. Trẻ, khỏe, giàu, đẹp, không? Là đã phải liên tục tu tập. Liên tục tập chứ không phải đợi lúc bệnh mới tu nha. Liên tục tu tập, liên tục tâm niệm ra. Cái gọi là tôi hay của tôi nó chỉ là năm uẩn thôi, và nó liên tục biến diệt. Thì đó đầu tiên gọi là quán niệm về vô thường. Cái thứ hai là quán niệm về vô ngã. Như đã tôi nói, trên đời này vốn dĩ không có chiếc xe, đấy, chiếc xe mà nó là do các món phụ tùng lắp ráp lại. Lắp ráp lại. Cái chữ vô ngã đây nó không có phải nghĩa là nothing, mà nó là nobody. Nobody chứ không phải là nothing. Nó không có ai hết, nó không có cái kẻ nào, không có cái người nào, nó không có ông A và B nào hết. Nhưng mà nó chỉ là một khối tổng hợp của những thành tố, của những phụ kiện. Vô ngã là như vậy đó. Vô ngã là mọi thứ do duyên hợp mà có. Rồi trên cái nền tảng tổng hợp của các thành tố đó, cuộc đời mới dán lên nó những nhãn hiệu. Đây là nam, đây là nữ, già, trẻ, bé, lớn, đẹp, xấu, trắng, đen, Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Không? Đấy. Chứ còn vô ngã đây có nghĩa là mọi thứ mình phải hiểu có cái cấu tạo của một con người trong một cách nói nào đó, nó cũng y chang như cái cấu tạo của một chiếc xe, của một căn nhà. Thậm chí nó cái cấu tạo nó xét một cách rốt ráo đúng y như cái cấu tạo của một cái cọng rêu hay ngọn cỏ vậy đó. Tức là nó là sự tổng hợp, sự ghép nối của rất là nhiều thứ để nó làm nên cái gọi là cọng rêu hay là ngọn cỏ. Ở đây cũng vậy, bằng vào sự tổng hợp, sự kết nối, sự ghép nối, nối kết của các thành tố mà ta có cái để gọi là nhà cửa, vật dụng, con người, đại dương, biển, rồi sông núi, ao hồ, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, thiên hà, tinh tú, tinh vân. Ê, vô ngã là vậy đó, để tương trực sống như vậy. Khi mà một hành giả miên mật rốt ráo nhận ra mình đang vui, nhận ra mình đang khổ, đang buồn, đang giận, thì hành giả chỉ đơn giản ghi nhận rằng lạc thọ đang có mặt, khổ thọ đang có mặt, xả thọ đang có mặt, ưu thọ đang có mặt. Còn gọi thứ từ bên ngoài đấy
là cái sự dễ chịu đang có mặt, sự khó chịu đang có mặt. Ở đây không có người nào bị khó chịu, ở đây chỉ có sự khó chịu thôi. Ừ. Thấy chỉ là thấy, không có người thấy. Nghe chỉ là sự nghe của cái lỗ tai, với vô số những thành tố tâm sinh lý nó làm nên cái chuyện nghe ra. À, cái xác là không biết nghe. À, ở đây không có người, không có người nào, không có chư thiên, không có loài người đâu nói rốt ráo. Tôi biết, tôi nói về nhiều người nhảy dựng lên. À, nói là nếu ông nói vậy tôi tới tôi dọn đồ không, đó lại là một chuyện khác. À, đó là một chuyện khác. À, một lúc khác chúng ta sẽ nói về này. Vô ngã là vậy đó. À, vì như tôi nói, thế giới này mình có hai cái cách nhìn. Cách nhìn về bản thể, cách nhìn về hiện tượng. Cách nhìn về bản thể là như nãy gì tôi nhảy nãy giờ tôi nói. Còn cách nhìn về hiện tượng, đúng, có. Có ông A, có bà B. Có đất nước, có dân tộc, có xã hội, có pháp luật, có hiến pháp. Có. Bởi vì nếu nói không, thì làm gì có tỳ kheo, làm gì có sa di, làm gì có cư sĩ. Không. Mà nếu không có tỳ kheo, không có cư sĩ, thì làm gì có cái giới tỳ kheo, làm gì có cái giới cư sĩ. Không. Cho nên là hiểu rốt ráo là như vậy. Nhưng mà trong đời sống thực tế, chúng ta cũng không có rời bỏ thế giới hiện tượng, sống trong thế giới hiện tượng nhưng vẫn không quên thế giới bản thể. Thí dụ mình học về hóa chất, mình biết H2O, mình biết là hydro, biết oxy, biết carbon, không biết gluco, biết lipid, biết protein. Nhưng mà đấy, mình ra cái tiệm nước thì mình vẫn phải kêu ly nước chanh đấy. Chứ mình ra nó mình nói H2O là hơi khó, không ra ngoài đó là mình phải nói ly nước chanh, cà phê đá, sữa tươi, cam vắt. Chứ ra ngoài đó mà mình là liệt kê nguyên một đống thành phần hóa chất thì hơi khó, không ta chẳng những ta không bán cho mình mà tưởng mình bà trả nữa. Nhớ. Cho nên là hiểu về bản thể để buông bỏ, nhưng mà phải chấp nhận cái hiện tượng trong thời gian còn có mặt ở đời này để khỏi bị xã hội xử, không ở đâu phải có luật, dầu đó là luật pháp ở xã hội hay là luật rừng thì ở đâu phải có cái luật. Mình có mặt ở trong cuộc đời mình phải tôn trọng cái luật của nó chứ. Đấy. Vô ngã là vậy đó. À, quán vô ngã. Rồi tiếp theo là quán bất tịnh, là mình cứ lén lén, đôi khi là công khai, mình thấy mình đẹp. À, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, trán đẹp, răng đẹp, các cơ phận trong người đẹp, mà cái đẹp nó gắn liền với cái sạch. Nhưng mà nếu chỉ cần bây giờ mình thấy mọi thứ đẹp hay là sạch đấy, nó chỉ là một khái niệm ước lệ và mặc định của xã hội. Cái người người châu Phi ấy, họ có cái khái niệm về đẹp và sạch ấy, không giống với người châu Á. Người châu Á không giống người Âu Mỹ à, khái niệm về đẹp và sạch. Nhưng mà trong khi nói một cách rốt ráo ấy, thì cái hình hài, cái thân xác sinh học của một người châu Phi hay là của người châu Á nó đều có điểm chung giống nhau, đó là mấy ngày không vệ sinh là chịu không nổi, cơ thể luôn 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 và luôn luôn bài tiết những cái dịch chất khó ngửi khó nhìn này. Thì tôi nói lại, Tây nó có câu hay lắm: nghệ thuật là anh và tôi, khoa học chỉ còn là chúng ta. Biết các vị có hiểu câu này không? Nghệ thuật á chỉ còn anh và tôi, nhưng khoa học thì chỉ còn là chúng ta. Nói đến cái khía cạnh đẹp xấu sạch dơ đó, thì có thể còn có những cái nền tảng văn hóa xã hội. Nhưng mà nói một cách rốt ráo ấy, cái bản chất sinh học ấy thì ở cái giống dân nào cũng vậy thôi, và đó chính là cái mà Đức Phật ngài muốn mình nhìn thấy. Con có là ai, da vàng da trắng da đen, con có là nam là nữ, già trẻ bé lớn đẹp xấu cao thấp trắng đen mập ốm, thì con phải luôn luôn nhớ rằng từ cái đầu của con cho tới gót chân toàn là mấy cái thứ đồ dơ thôi. Nếu nó rốt ráo thì chỉ có bốn đại đức, nước, lửa, gió. Nhưng nó có những chúng sinh nó kỳ lắm, nếu mà nó thân xác này là bốn đại họ bèn giác ngộ giải thoát, nhưng có những chúng sinh mà nói vậy nó không có ly tham ly dục được,
Đây. Mà phải nói cho nó nghe rằng đây là tấm thân, nó gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, phân, nước tiểu, các loại chất nhờ. Thì nói như vậy nó mới chịu tu. Nào, nhớ không? Nếu mà lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, trẻ khỏe đẹp, mà mình liên tục tâm niệm ghi nhớ không, một cách không sao lãng rằng cái hình hài này nó chỉ là một đống rác ấy. Liên tục sống như vậy đó, thì dần dần chúng ta bỏ được nhiều cái tà niệm về tấm thân này. Đó là sao? Đó là không còn tiếp tục dính mắc nữa, không còn coi trọng nữa, không coi trọng nữa. Và khi mình trẻ khỏe giàu đẹp mà mình không coi trọng nữa, thì mai này khi mình già, mình bệnh, mình chết ấy, cái chuyện mà phải lìa bỏ nó không còn lớn chuyện nữa, nó còn lớn chuyện. Và một người liên tục ghi nhận rằng ấy, cái hình hài này nó bất tịnh như vậy đó, thì trước cái thị phi và những thành bại, vinh nhục và tính mơ, bởi vì ở liên tục và liên tục, thường xuyên và thường trực coi rẻ cái thân này, thì cái gì xảy đến cũng nhẹ đi. Còn đằng này mình coi nặng đó, coi nặng đó, có nghĩa là mình kín đáo, lặng lẽ, âm thầm mình coi nặng cái ý niệm về tôi và của tôi. Cái này tôi nhắc lại lần nữa, phải thực tập, phải thực tập, chứ không thể nào mà nghe giảng như vậy thì chấp nhận liền, khó lắm. Từ cái chỗ thấy cái thân này nó là một đống rác thì làm sao mà có thể dẫn đến cái trình độ bình thản với cuộc đời được. Cái này phải thực tập, phải thực tập liên tục và liên tục, thấy nó là đống rác, liên tục và liên tục thấy nó là đống rác, thì nó mới tháo gỡ rất là nhiều thứ, trong đó gồm có những dính mắc về tài sản, về tình cảm, về quyền lực này, về những thứ sở hữu. Bởi vì mọi thứ đó, mọi thứ dính mắc do ghét, là dính mắc do thương, nó đều khởi đi, nó đều bắt đầu từ cái chuyện mình coi nặng cái hình hài này. Chứ nếu cái hình hài này mình coi nó là zero rồi thì tất cả là không, nhẹ, thiếu. Nhưng một cái người mà đã có ý tự sát ấy, và không coi cái mạng này ra cái gì nữa, thì lúc chuyện giờ cũng buông được hết. Thật ra tu hành là một kiểu tự sát, nhưng mà tự sát thông minh, tự sát cách tích cực. Như trong một cái bài giảng, trong bài nói chuyện của tôi ở miền Bắc vừa rồi ấy, tôi nói mà một đám đông họ đơ cái mặt ra, thì tôi coi giống như là tôi nói cho tôi nghe vậy đó. Tôi có nói cho nghe về cái chữ xá lợi. Tôi nói cái người mình nó mê xá lợi lắm mà mình không hiểu, chữ rất là đơn giản. Xá lợi nó phải đi đến từ hai cái chết. Xá lợi nó phải đi đến từ hai cái chết. Chứ không thể nào mà khi khơi mà muốn có xá lợi là có. Nó phải do hai cái chết cộng lại thì nó mới ra được cái viên xá lợi. Cái chết thứ nhất, đó là cái ông A bà B đó phải tự thấy ổng là số không một cách triệt để. Ông thấy ổng như là một cái xác chưa có chôn, ông thấy chị ổng chỉ là cái đống rác. Ông thấy bằng tất cả sự thâm thía, tất cả sự chứng ngộ rốt ráo, không có phải trên chữ nghĩa sách vở kinh điển, mà ông thấy bằng tất cả máu xương thịt tủy của ông. Ông thấy ông chỉ là một cái đống rác, một cái xác chưa có chôn, chỉ là những cái lần chóp tắt mà của sinh học. Ông phải làm mất đi cái ý niệm về tôi và của tôi, ông phải chết mà chết trong tư tưởng ấy. Ông cái tôi của ông đã bị xóa sổ, đó là cái chết thứ nhất. Cái chết thứ hai là cái ông đó ông phải tắt thở, ông phải tắt thở, tắt thở sinh học ấy, tắt thở sinh học ấy, cái chết nghĩa đen ấy. Như vậy thì trước mắt là ông phải chết, nghĩa là ông phải mất đi cái ý niệm về tôi và của tôi. Và cái thứ hai là ông phải tắt thở, ông không còn sống nữa. Thì người ta mới đem ông chôn hoặc là thiêu. Thì cái di cốt mà hốt lại được cái đó mới gọi là xá lợi. Mặc dù cái chữ xá lợi nó từ cái tiếng Pali là sari đó, sari đó là thân xác, còn gọi đủ là sari là tha tú, còn gọi gọi còn mà nếu mà nói chuẩn, nói gọn là sari đó là xá lợi.
giống như Sariputta là Xá Lợi Phất vậy đó. Sakira, Xá Lợi. Thì như vậy muốn có Xá Lợi là chuyện đầu tiên là anh phải trải qua hai cái chết. Cái chết thứ nhất, anh lìa bỏ cái ý niệm ngã chấp một cách triệt để. Thứ hai, anh phải hết thở, anh phải chết thẳng, một cái chết sinh học ấy. Hai cái chết này nó cộng lại nó mới ra cái Xá Lợi. Chứ còn cái kiểu mà mình nói rằng cái bà nó suốt đời niệm Phật đấy, trì niệm hồng danh đấy, rồi cái bà chết cái 15-18 tiếng nó còn ấm, nó còn mềm đấy. Vậy là coi như vãng sinh. Yếu quá, yếu quá, cái lượng thứ yếu quá, rồi đem đi theo nó ra cái này cái kia nó còn sót lại đó. Gọi đó là Xá Lợi. Thì thích thì kêu, nhưng mà mấy cái người mà không tin Phật ấy, họ thấy như vậy, họ nghe như vậy cũng khó, khó lắm. Thấy cái đạo mình sống đơn giản, phải không? Đơn giản. Chỉ cái Xá Lợi thứ thiệt ấy, Xá Lợi mình như tôi vừa nói đó, thì khó, khó lắm nha. Cho nên quán niệm vô ngã là quán niệm như vậy đó. Cái thứ ba là quán niệm về thể trượt. Cái thứ tư là quán niệm về, cái mặt trái, ai có tiếng phạn gọi là Adinuba. Mà đi mặt trái của cái hình hài này, mặt trái của nó là gì? Muốn nói mặt trái mình nói mặt phải nó trước. Trẻ, đẹp, khỏe, thơm, sạch. Trẻ, đẹp, khỏe, thơm, sạch, đó là cái mặt phải. Nhưng mà mặt trái của cái thân xác này là cái gì? Già, xấu, bệnh hoạn, đau, nhức, tê, buốt, quằn quại, khó chịu. Đó, cái đó là mặt trái. Thì Phật ngài dạy rằng ấy là chúng ta ngay lúc còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp ấy, ngay từ bây giờ là phải luôn luôn tâm niệm rằng có thân mà không có bệnh ấy, là chuyện hoang tưởng. Hoang tưởng, hoang tưởng. Có thân là có bệnh. Trước khi chúng ta chết vì tai nạn bất đắc kỳ tử ấy, thì nó cũng phải trải qua biết bao nhiêu cái bệnh. Có điều ít nhiều, có cần đi bác sĩ, có cần đi bệnh viện, có cần mổ xẻ, có cần can thiệp bằng các cái liệu trình hay không, chỉ vậy thôi. Chứ còn ít nhiều là một cái xáo trộn sinh học đều được gọi là bệnh hết, bệnh hết, phải không? Từ cái ngoài da mà lên tới gọi là lục phủ ngũ tạng, phải không? Lên lên đầu, lên óc, tim, phổi, gan, thận, mạch, tới cái mấy cái móng của mình, cái móng chân mình nó cũng làm ra bệnh. Nấm ấy, nấm móng của là bệnh, không? Nấm da của là bệnh, nấm gầu trên tóc cũng là bệnh, không? Tóc rụng của là bệnh. Có nghĩa là trong ngoài là bệnh hết. Đấy. Nhưng có những cái nó làm cho mình đau đớn nhiều, có cái thì làm cho ngứa ngứa, có cái làm cho mình xấu đi thôi. À, chứ không phải ngứa, không phải đau, không? Nhưng mà nó nằm ra là Đức Phật dạy phải luôn luôn nhớ rằng có hình hài là chúng ta phải xem nó như là một ổ bệnh, không sớm thì muộn, không nặng thì phải nhẹ. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, nếu mà mình có thể bấm nút on off, không, mình để thay đổi một hình hài khác rồi mình bấm liền này. Ai cũng bấm hết, chắc nhỏ tới lớn, vậy cho mình bấm cả 1 triệu lần này, không? Nhưng mà chính vì chúng ta bấm được, chúng ta phải cưu mang gồng gánh cái xác này mấy chục năm, mặc dù nó liên luôn sinh diệt chấp tắc đúng, nhưng mà trên hình thức hiện tượng ấy là rõ ràng mình cưu mang nó mấy chục năm. Cái gan của mình, cái thận của mình, bao tử của mình, phổi của mình, tim của mình, nó đã làm việc bao nhiêu năm, làm việc bao nhiêu bao nhiêu năm. Mà mình biết sớm muộn gì mình cũng phải ra đi với một cái lần đảo chánh đổ máu nào. Lâu lâu cũng có, đảo chánh là bằng cách mạng nhung, cách mạng màu, cách mạng không đổ máu, nhưng mà dầu gì cũng là cách mạng, cũng là đảo chánh. Lâu lâu mới có cái chết nhẹ nhàng, chết thấy ham hiếm, đa phần là nhẹ nhất ấy là cái chết của người già, hết cái đèn hết dầu leo lét tắt, đó là cái chết của người già, mà phải là tên trên cái tầm 90. Còn dưới cái tầm đó là đâu phải khơi khơi mà nó chết được, đâu phải khơi khơi, nó đủ thứ bệnh hết. Có những người bệnh mười mấy năm tiêu tiểu tại chỗ. Đấy. Thì cái Đức Phật ngài dạy mình phải liên tục tâm niệm như vậy, tâm niệm rằng trong từng ngày tôi khỏe, tôi trẻ, tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi,
nhưng mà tôi vẫn luôn luôn gánh trên vai của tôi một núi bệnh, mà chưa biết mai này tôi sẽ ra đi với cái bệnh nào. Sáng khỏe chiều đau, sáng khỏe trưa đau, bây giờ khỏe tí nữa nó đau, đau mà đau đổ nước mắt, đau mà đau nhập viện ý, đau mổ xẻ đó. Này, nhớ luôn luôn tâm niệm như vậy thì cái tác dụng của nó, cái tác dụng của tâm niệm đó đó, nó cũng tuyệt đối hữu dụng, nó giúp cho mình có khả năng buông bỏ rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tôi ôm lại nha: tâm niệm vô thường, tâm niệm vô ngã, tâm niệm bất tịnh, tâm niệm về mặt trái đau đớn của thân xác, rồi cái gì nữa, tâm niệm về cái trạng thái giải thoát của Niết Bàn, rồi cái gì nữa, của cái lòng ly dục ly tham, nó cũng là một cách. Có nghĩa là thường xuyên, ngay lúc khỏe trẻ giàu đẹp, thường xuyên cứ tâm niệm như thế này: thân này là khổ, thân này là gánh nặng, bao nhiêu cái vấn đề của thế giới này nó đều khởi đi từ cái chuyện là mình dính mắc trong nó, dính mắc từ cái móng tay, sợi tóc, cái áo, cái quần, cái răng, màu da. Đây, cái hạnh phúc rốt ráo nhất đó là một ngày mình không còn dính mắc cái gì. Hãy còn dính mắc thì còn có bất toại, còn dính mắc là còn bất toại. Chỉ có cái người mà không còn cái dính mắc nữa thì người đó mới thật sự là giải thoát. Cái đó gọi là quán ly tham. Nếu mà ngày dài trên đời này, cái nguồn khổ là do mình thích, có thích thì mới có thích thì mới dẫn đến cái ghét, không có được cái mình thích là khổ, né không được cái mình ghét là khổ, mà cái mà mình ghét ở đâu nó ra, là từ cái mình thích nó ra. Từ khi mình thích cái gì đó mình sẽ ghét cái ngược lại. Đấy. Và bản thân cái thích đó, anh có tìm được nó hay không, và anh tìm được nó rồi anh có giữ được nó hay không. Đấy. Còn đối với cái anh ghét, anh có tránh được nó hay không, và anh tránh được bao lâu. Cho nên tốt nhất vẫn là chữa bệnh từ gốc. Hành giả luôn luôn tâm niệm không thích là hết khổ, không thích là hết khổ. Một ngày nào đó khi mà không còn có cái gì đam mê thích thú thì sẽ không còn cái tiếc nuối, không còn cái luyến lưu với người với vật. Tham ái nó còn có ba, đó là thích hiện hữu, thích sở hữu và thích hưởng thụ. Ba cái thích này nó đọa đầy chúng ta. Thích hiện hữu tức là tham sống sợ chết, còn thích sở hữu là thích có chủ quyền trên cái người này vật nọ, còn thích hưởng thụ là muốn cho con mắt mình nó thấy được cái gì, nó nghe, lỗ tai nó nghe được cái gì, mũi ngửi cái gì, luôn luôn và luôn luôn, luôn luôn và luôn cho nên tham ái nữa, từ một cái con dòi, con ruồi, cho tới một vị phẩm thiên mà còn phàm ấy, phẩm thiên mà phàm ấy, thì cũng đều vướng kẹt hai trong ba, một trong ba thứ là mà cái này. Các khổ vì sao, vì tôi nói rồi, chính có cái thích nó có cái ghét. Mà thích không được là khổ, được rồi giữ không được cũng khổ, cái ghét cũng vậy, né không được cái ghét cũng khổ, mà né lúc được lúc không cũng khổ. Cái né nó không có bệnh, cái né được, né được buổi sáng buổi chiều cũng bị trở lại, né được tuần này nhưng tuần sau bị lại, né tháng này nhưng tháng sau bị lại, né năm này năm sau bị lại. Né không được. Đó là chưa kể cái khổ ấy, cái khổ mà nó rốt ráo nó có ba: một là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, hai là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, và ba, bản thân cái sự có mặt dù đắng hay ngọt nó cũng là khổ. Rồi vì sao? Vì nó không bền, và nó phải lệ thuộc vô số điều kiện.
vô số cái yếu tố nhân duyên mà mới có mặt được. Các vị tưởng tượng đi, các vị sướng bằng trời, sướng lắm, sướng như tiên đồng ngọc nữ. Nhưng mà cái sung sướng đó nó phải lệ thuộc rất là nhiều nhiều người, nhiều điều kiện. Thì các vị nghĩ cái sướng đó nó có đáng ngại không? Riêng tôi phải nói thật, tôi ngại lắm. Tôi giả định nha, cái áo của tôi mặc này, mỗi cái áo tôi mặc là 10.000 đô la, một bữa ăn của tôi đấy là 10.000 đô la, đôi giày của tôi mang là 10.000 đô la, cái đồng hồ của tôi cũng 10.000 đô la, cái mắt kính của tôi cũng 10.000 đô la, cái nón, đôi giày, quần áo của tôi, cái gì cũng 10.000 đô la hết. Vì tổng cộng là mỗi ngày như vậy là tôi xài phải 100.000 đúng không? Nhưng có một điều, tất cả những cái chuyện mà cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ, ăn sâm ăn yến ăn nhung nấy đấy, nó phải cần đến là rất nhiều cái tôi phải nhìn mặt người này buồn vui để mà tôi cư xử. Và cái buồn vui, cái thương ghét của ông A bà B nó tuyệt đối nó ảnh hưởng vào cái nếp sống 100.000 đô của tôi. Thì theo các vị ấy, cái đời sống 100.000 đô ấy nó có đáng mơ ước không? Vì nó phải vẽ là có tới 100 người một lòng một dạ yêu thương tôi rất mực, mỗi ngày ấy, mỗi ngày 100.000, 100 người cùng nắm tay nhau để cung phụng cung đốn cho tôi được hưởng cái đời sống như vậy. Thì nghe thì ham lắm, nghe nghe ông Tội Khanh một ngày đời sống một ngày cũng xài tới 100.000 đô, nghe ham. Nhưng mà mình hỏi ra đó là mỗi ngày là ông phải làm vui lòng 100 người, không 100 người, để mà họ vui rồi họ mới bắt đầu cung phụng cho ông, cung cấp chu cấp cho ông cái nếp sống đế vương đó. Chỉ cần một trong 100 người đó mà không vui là coi như nếp sống nó dẹp. Thì các vị tưởng tượng cái nếp sống mà 100.000 đô đó nó có đáng mơ ước không? Riêng tôi thấy thôi thì hãy trả em về, hãy trả em về để sống tự tại, tại độc lập. Chứ còn sống vàng sống nhung lụa mà coi như phải nhìn mặt 100 người để mà mua lòng mình, mình định hót giả lạ đóng kịch diễn xuất để mà được họ chăm sóc cho đó, thì tôi nói thật tôi không nghe, mệt lắm. 100 người ở đây cũng vậy, bất cứ một hạnh phúc nào của chúng ta nó cũng cần đến vô số điều kiện. Chỉ cần nó bị trục trặc một tí thôi, nó bị thiếu đi một tí điều kiện thôi, thí dụ tôi nói hoài cái nụ cười trên môi mình ấy, mình tự môi mình, miệng mình, răng mình muốn cười mình cười sai sai, bệnh đau nợ nần hờn giận tức tối ghen tuông sợ hãi, chỉ cần một tí ti đi đó là mình cười không nổi nha, cười không nổi. Nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm, chứ đừng tưởng là miệng tôi, môi tôi, răng tôi muốn cười cười đâu có, đâu phải dễ, đâu phải dễ, không phải vậy, không có vụ đó, không có vụ người tôi muốn cười là tôi cười một tí thôi. Bây giờ cái bị mở cái phone ra mà thấy một cái tin nhắn nào đó là cười không nổi, tôi biết có email nè, tin nhắn nè, rồi nào là Viber, Zalo, WhatsApp, Messenger, tùm lum hết. Bị một phát một là nín, nín khe, cười không nổi. Tôi biết. Cho nên á, hành giả thấy, hành giả quán xét cái này. Không thích là hết khổ. Đó gọi là quán quán ly tham. Rồi cái là quán tịch diệt là sao ta? Quán thấy rằng hễ còn có hiện hữu là còn khổ. Còn có hiện hữu là còn khổ, dầu đó là sự hiện hữu ngọt ngào. Thì như nãy tôi nói đó, khổ nó có ba. Khổ là cái gì khó chịu, cái khó chịu nó cũng là cái khổ, mà cái sự mà mong manh phù du nó cũng là cái khổ, sự lệ thuộc các điều kiện cũng là cái khổ, đúng không? Cho nên hành giả quán ly tham là quán, thế là quán rằng liên tục cứ ngồi cái tâm niệm một như khùng đó, hết thích hết khổ, muốn hết khổ thì đừng có thích, mà cứ luôn luôn mà không phải đọc nhân đức, suy xét từng chuyện một, đem từ kiến thức đạo tới kiến thức đời có đúng nhiều, hết thích là hết khổ. Và cái tiếp theo nó ghê hơn, hết hiện hữu là hết khổ, chỉ hãy còn có một tí hiện hữu là còn có vấn đề, dầu đó là hột me đi nữa, hãy còn hiện hữu trong hình thức nhỏ xíu như hột me thì nó lại cũng có vấn đề của hột me, tin tôi đi.
mình hiện hữu bằng hình hài của một ngọn núi thì vấn đề của núi, mà hiện hữu bằng cái hình hài của một sợi tóc, một hạt cát, một hạt bụi thì nó lại cũng còn đó những cái vấn đề tương ứng với hình hài đó, với cái thân phận đó. Đó gọi là quán hiện hữu, gọi là quán niết bàn, quán tịch diệt. Rồi cái gì nữa, quán thấy rằng tất cả thế giới đều đáng chán, Zabalo kệ Anaterasa, dịch gọn là chán đời đó. Thấy rằng có mặt ở đâu cũng vậy thôi, miễn là còn phàm thì nó sướng hết ra thì nó cũng phải trở về cái chỗ khổ, mà nó khổ hết ra thì nó cũng phải trở về cho chỗ sướng, mà nó cứ suốt đời này qua kiếp khác liên tục và liên tục, không có cái cảnh giới nào là tuyệt đối. Cho nên Phật dạy hành giả thường trực tâm niệm thế này, ngay cái cảnh giới mình đang có mặt này nó cũng không ngọt ngào như nhiều người hiểu lầm, mà nay mai này mình có đi về một cái cảnh giới nào khác thì cũng vậy thôi, nó chỉ đổi cách khổ thôi. Như Mỹ có một câu hay luôn, tiền chưa chắc mua được hạnh phúc, tiền chưa chắc giúp mình hết khổ. Có một điều, tiền nó có thể giúp cho mình chọn cái kiểu khổ. Câu rất là sâu. Ở đây phước báo nó giống như tiền, mình tu tập nhiều mình có phước, nếu mình đủ duyên chứng thánh với bàn thì thôi không còn sanh tử, còn nếu mình còn toàn ten còn lững lơ trong cái cõi luân hồi ấy, thì cái người có phước nhiều ấy thì chỉ như họ cũng khổ, nhưng cái khổ họ nó không có giống như cái khổ của người thiếu phước, nó không giống như khổ người có tu, chỉ vậy thôi, nhưng mà nó gọi là cũng vẫn khổ. Cho nên là ta Mỹ có câu rất là hay, như tôi vừa nói, tiền không hẳn đem lại hạnh phúc, tiền cũng không hẳn là giúp cho mình hết khổ, nhưng nó có thể giúp cho mình, nó cho mình cái quyền chọn cái kiểu khổ. Thì đối với một hành giả học giáo lý, thực tập giáo lý, cũng phải tâm niệm cái câu nói bằng vàng đó nha, thay vì bây giờ đó là Mỹ nó nói là tiền bây giờ mình xăm lên người mình, xăm là chữ công đức, có công đức thì không hẳn là hết khổ, có công đức không hẳn là được hạnh phúc như mình muốn, có điều có nhiều công đức thì mình có khả năng mình lựa chọn cái kiểu khổ sang hơn chút, sang thay vì mình bị giam trong cái xà lim 2 mét vuông, bây giờ mình được 8 mét vuông, thay vì mình bị xiềng, bị còng bằng cái xiềng cái còng sắt sét hang gỉ, bây giờ mình được xiềng bằng cái xiềng mạ vàng có cẩn hộp, mỗi ngày có người vào làm phòng như khách sạn, thơm ngát và mát lạnh, nhưng chốt lại chung quy chúng ta vẫn đang ở tù, chỉ vậy thôi. Nhớ rồi nè, cho nên sắp bắt lâu kia á là ta sẽ nhận như là quán niệm về thế giới thế đâu cũng chán nhé. Cái cuối cùng đó là cái này nó mới là cái nói dễ bị sốc nhất nè, đó là ngày dạy sau khi mà thực tập, ngày kể ngày dạy cho ngày criminal tất cả là 10 điều, nhưng mà mình phải hiểu không nhất thiết là mình phải thực tập đủ con số 10 nha, mà mình có thể mình tu tập 3, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8 hoặc chỉ một mà thôi, một với cái gì mà nó tâm đắc nhất, nó vừa vặn với cái căn cơ cái tập khí của mình nhất, mình chọn đó là cái số 10. Không, cái số 10 đó là mình chánh niệm tu tập, mình làm việc ngay với cái hơi thở của mình. Không, đây là một pháp tu rất là đặc biệt, hơi thở nó là cái hoạt động mà thường trực nhất trong các thứ hoạt động của đời sống sinh hoạt một con người, đi đứng nằm ngồi có lúc có lúc không, ăn uống nhai nuốt nói cười có lúc không, nhưng riêng cái hơi thở ấy, thì lúc nào không có hết. Cho nên liên tục trong chánh trong cái liên tục chánh niệm trong hơi thở cũng có nghĩa là chúng ta liên tục chánh niệm trong ngày. Là vì sao? Là vì không lúc nào mà chúng ta không thở, cho nên chỉ cần có chánh niệm trong hơi thở cứ là chánh niệm cả ngày. Đấy, mà chánh niệm là cái gì? Là đó giờ mình là cái xác chưa có mình thở, mình ăn, mình nói và mình biết. Mà tại sao mình không biết thì cái thời gian mình làm cái gì? Có nghĩa là mình thở, mình tham, mình sân, mình si, không?
mình ăn uống bằng tham bằng sân bằng si, nói cười mà cũng bằng tham sân si. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ là mình, tôi không muốn xài chỉ sống chậm, ở đây có sống chậm mà là sống tỉnh thức, ý thức, sống trong nhận thức. Ừ. Thì cái sinh hoạt mà thường trực nhất đó là hơi thở. Và nãy tôi có nói, khi mà nói tới chỗ, giải thích tới chỗ này nè, thì biết thế nào tôi cũng là va chạm và đương nhiên bị ném đá bởi rất nhiều hành giả từ các đường phái này. Bởi vì cách hiểu của mình ý, cách hiểu của mình ý về giới, về định, về tuệ đó, nó không có căn bản. À, ví dụ như Việt Nam mình thấy là ông sư mà đi đâu dắt theo một cặp với giá không nhận tiền, đó là giữ giới. Ông sư mặc y mà giá tùm lum la, nó là lễ dục. Ông sư mà xếp bằng mắt liêm diêm con nhúc nhích đó, đó là tu thiền. Còn thiền chỉ, thiền quán thì tùy ông. Ông nói gì thì mình tin cái đó. Nói chung toàn là mình hiểu vấn đề qua lỗ tai với con mắt không. Ừ. Pháp môn gì thì nó cũng do nghe ông thầy ông nói. Rồi ông tu cái hạnh gì cũng do mắt mình nó nhận. Cho nên khi mà tôi đang nói về đụng hơi thở này, nhiều vị bị sốc nhưng mà tôi vẫn không để không được. Tôi xin các vị đọc kỹ lên đi. Cái pháp môn hơi thở ấy, mà trong chánh tạng ấy, nó không có rối như mình bây giờ. Trong đó ngài dạy rất là rõ. Ngài dạy cái pháp môn quán niệm hơi thở ấy, nếu mình tu thiền 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 định ấy, tu samatha đó, thì chỉ tập trung thôi, concentration, ra biết ra, vào biết vào, ra biết ra, vào biết vào, hết đủ duyên thì có thần thông, có thiền định, chết về phạm thiền. Đó là thiền thiền định. Còn thiền tuệ tức là tứ niệm xứ thì sao? Đó là quán, tức là quan sát hơi thở kết hợp với bốn niệm xứ đấy. Thở ra biết, thở ra thở vào biết, thở vào thở ra thở vào với tất cả cái sự tỉnh táo. Không, thở ra dài biết là thở ra dài, thở vào dài biết rõ thở vào dài, đó là thân quan, quan sát hơi thở kết hợp với thân quán niệm xứ. Còn thọ quán niệm xứ là sao? Là quan sát hơi thở mà kết hợp với thọ quán là sao? Biết rõ tôi đang thở ra bằng sự khó chịu, đang thở vào bằng sự khó chịu, tôi đang thở ra bằng sự dễ chịu, đang thở vào bằng sự dễ chịu, tôi đang thở ra bằng niềm vui, tôi đang thở vào bằng niềm vui, tôi đang thở ra bằng sự day dứt, đang thở vào bằng sự day dứt. Đó là quan sát hơi thở bằng cách kết hợp với thọ quán niệm xứ. Còn quan sát cái hơi thở kết hợp với tâm quán niệm xứ là sao? Tôi đang thở ra bằng tâm tham, tôi đang thở vào bằng tâm tham, đang thở ra bằng tâm sân, tôi đang thở vào bằng tâm sân, tôi đang thở ra bằng tâm lành, tôi đang hít vào bằng tâm lành. Đây, đấy gọi là quán quan sát hơi thở bằng cách kết hợp với tâm quán niệm xứ. Đấy. Rồi, tôi đang thở ra bằng ý giác chi, hoặc là tôi đang thở ra bằng sân truyền cái, dục truyền cái. Đấy. Tôi đang thở vào bằng hỷ giác chi, hoặc bằng sân truyền cái, hoặc bằng hỷ điện cái, bằng dục truyền cái. Thì như vậy đó, đó gọi là quan sát hơi thở kết hợp với pháp quán niệm xứ. Không, và trong chánh tạng đơn giản như vậy tôi nhắc lại lần nữa, đủ duyên có nghĩa là ba la mật chín mùi. Không, thì với chừng đó đủ chứng thánh. Còn nếu mà không đủ duyên ấy, hoặc là chưa đến lúc, thì trước mắt mình cũng được hiện tại lạc trú, tức là được sống trong tỉnh thức và sống trong cái sự thanh thản an lạc đấy, chỉ bao nhiêu đó thôi. Còn đằng này á, vì mình nôn nóng muốn đắc cái này muốn đắc cái kia, cho nên nghiên cứu kỹ từng này kỹ từng nọ mà mình quên là chỉ chừng đó thôi. Rồi tại sao mà có những cái sách thiền mà cả ngàn trang của trăm ngàn thiền sư học giả rồi soạn giả, là tại sao vậy? Vì mỗi việc đem vào trong cái gọi là sách thiền ấy, những cái kinh nghiệm cá nhân, những kiến thức mà học được từ sư phụ, từ sách vở, từ thầy, từ bạn. Chứ còn nếu mà cái kinh nghiệm mà tự quát và học trực tiếp từ kinh điển không có rối như mình bây giờ, mà chính vì mình có không tự tu được, mình phải nương cậy vào thầy bạn, nương cậy vào sách vở, thế là từ đó chúng ta trở mặt không nhìn nhau,
Bởi vì sao? Vì anh theo thầy của anh, tôi theo thầy của tôi, mà nó khi gốc là một. Nếu mà tất cả mà tu theo chánh chánh tạng thì nó yên quá, theo lời Phật là mình anh em một nhà, con một nhà, một cha, đúng không? Mà nó xui một chỗ là vì mình không có chịu đọc kinh điển, tâm sự giao hết cho sư phụ và ai cũng vậy. Thế là sư phụ của tôi không đâu phải là sư phụ của anh, và từ đó nó dẫn đến một cái bi kịch, đó là chúng ta trên đầu thì thờ một Phật mà ở dưới thì tới tới 800 thầy, và một Phật không đủ để mà làm cho ta đoàn kết, mà trong khi đó là 800 ông thầy lại thừa, thế là người ta chia rẽ khổ vậy. Lẽ ra chỉ một Phật là đủ rồi, một Phật là đủ để cho ta đoàn kết, một Phật đủ để chúng ta không chia rẽ. Còn đằng này thờ Phật đến đầu nhưng mà ở dưới có tới 800 ông thầy rồi. Thế là nó ra bao nhiêu là trường phái. Và mai này các vị về Miến Điện, các vị biết là một cái chuyện mà tôi rất muốn giấu nhưng mà chắc giấu không nổi, đó là người Miến Điện cực kỳ ngoan đạo, cực kỳ dễ thương, chư tăng Miến Điện cực kỳ khải kính, cực kỳ uyên bác, chân tu bên đó thì nhiều vô số. Tuy nhiên nghe tôi giảng hay chú ý chỉ cái chữ vô chữ tuy nhiên, có một cái sự thật đau lòng, đó là cái sự chia rẽ giữa các cái dòng thiền, các cái thiền phái cực kỳ sâu đậm và nghiêm trọng. Trên hình thức thì rất là ok, gặp nhau là tay tắt mặt mừng, nhỏ đảnh lễ lớn lớn, tươi cười thăm hỏi nhỏ rồi đã. Nhưng mà vì Kalama đang bị vấn đề đó, là những cái vị mà tăng Sayadaw mà hỗ trợ cho Kalama là từ các cái trường phái ở nhau. Đấy. Có một cốc có Ubandita, đấy, có một cốc Ubandita, và trong giới cư sĩ mà lui tới Kalama có cả Thapawa nữa của ngài Uttama Sara, đấy, rất là nhẹ đó. Còn tương lai nào có Thiên Ngu, rồi có Sun Lun, rồi có Mahasi, rồi có Achancha, có Achanep, còn chết được. Và một cái chuyện mà người ngoài ít có biết, trừ phi mình cọ sát lâu ngày, là ngay trong cái lễ khánh thành ấy, những cái vị mà trực tiếp làm việc với Kalama đó, là bên trường phái Upanishad, một mực làm lơ, không thèm nhắc tới những vị bên dòng Mô Cốc. Cho nên vừa rồi trong cái số những vị về đó không có Mô Cốc, tôi biết không, mà họ sát bên mình ấy. Thì dĩ nhiên mình làm việc chung với nhau, với lúc tên ai cũng rối hết, thì ai giúp được chị giúp, không ai giúp được chị giúp. Mà không ngờ cái chuyện mà mời tính mình phải nhờ người bản xứ, rồi họ một mực rồi họ đẩy ra, không mời là không mời, mà anh em một nhà Miến Điện với nhau thờ một Phật, một Tam Tạng, chỉ vì cái nhãn hiệu thôi, chỉ vì cái nhãn hiệu. U bên người ta thì không có nhìn Mô Cốc, Mô Cốc không nhìn Xuân Luân, mà Xuân Luân thì không có nhìn Thanh Ngu, Thanh Ngu không có nhìn Ma Sĩ. Đấy. Và chưa kể là các vị biết bên Miến Điện, bên Thái, xuống với trường Thái, y giáo cẩn thận, mặc cái màu măng cục, mặc cái màu của Pao, là cái mặt của người Thái Lan nó nhìn mình khác đi. Cho nên các vị sau này để ý là tôi mặc, tôi phải lựa cái y màu là màu hòa bình, cái màu mà bên Thái cái màu quách bà đấy, màu có bị ẩn lâm đi. Cái màu này Miến Điện mặc, Thái mặc, mình hên, mình gặp nhiều cái người hiểu lầm buồn đỡ nữa, bởi vì mà gặp mình mặc cái này họ tưởng mình quách bà là ông này ông ở trong rừng ra khỏe nữa. Đấy. Chứ còn mà mặc cái màu măng cục, cái màu mà tối tối của ba ao mà qua bên này chết, cư xử là kỳ thị, phân biệt đối xử rất nặng. Đấy. Mà tại sao tôi đang giảng về hơi thở mà tôi là quẹo qua cái này, là bởi vì tôi muốn nhắc một chuyện, muốn tu tập hơi thở làm ơn mở chánh kinh, thêm một cái nữa thì mở chú giải ra đọc xong. Còn kinh nghiệm của các cái trường phái, các cái thiền phái thì tham khảo ok, nhưng mà nếu lấy đó làm khuôn thước tuyệt đối thì tôi xin can nha. Ok, thì tôi nói rồi, bài kinh này giải một tháng, nhưng mà người mà cần nghe, cần học thì họ sẽ nghe thêm, họ sẽ tự tìm hiểu thêm.
Còn người không có nhu cầu thì tôi giảng một tháng họ cũng không thèm nghe. Thôi thì nhiều đó được rồi nha. Và tôi nhắc lại, lời Phật là chỉ dành cho cái người, một người duy nhất, không có người thứ hai. Nhớ nha, lời Phật, chư Phật ba đời mười phương, lời dạy của chư Phật ba đời cũng chỉ dành cho một người, là người duy nhất. Đó là cái người thấy được cái thân này là khổ, thấy được mọi hiện hữu là khổ, thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ đế, thấy đam mê trong cái nào cũng là đam mê trong khổ đế. Chính đam mê đó chính là tập. Muốn hết khổ đế là phải trừ cái tập đi. Ba cái nhận thức này nó cộng lại nó thành ra là đạo đế. Đạo đế là bát chánh đạo, mà thật ra bát chánh đạo chính là cái đời sống của cái người mà hiểu được ba cái này, hiểu được mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Thì với cái tâm niệm này họ mới có giới, có định và có tuệ. Còn nếu anh có giới, có định mà anh không có được mấy cái nhận thức này thì cái đó không gọi là con đường giải thoát. Nhớ ha. Ok, giảng mà rung. Rung ở chỗ là ai nghe mà hiểu được bài giảng này.